Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang tiếp tục đi câu cá nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm qua Phúc Khang câu dính cá nâu rất là nhiều, cho nên hôm nay Phúc Khang cũng đi tiếp tục đi câu các cá nâu nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem trên kênh Phúc Khang ẩm thực, đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị cũng như các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Phúc Khang ẩm thực. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thấy hình như nó đeo đeo thêm mấy góc bằng hay sao? Đúng rồi. Qua tôi câu. Trời hết mồi luôn. Gì? Nuốt lưỡi luôn hả? Trời. Thấy mà nó lạng lạng vô góc bằng thấy râu luôn á. Quá trời hôm nay. Chúng cả làng cả he luôn. Ôi cá nâu luôn. Không nhiều lắm. Nó lôi phao chìm gì đó mới dính, còn không cứ giật giật vậy khó, không có dính. Trời ơi, cá thằng kia nó ụp kìa, thấy mê không? Ủa, trời ơi, cỡ đó mà không dính thiệt tình. Nó chìm phao luôn mà vậy mà lên không dính đâu. Dữ ta, nay ăn vậy mà hết mồi luôn, ghê ta. Móc không còn, gừng cuốn thẳng ta nó móc ra. Móc ra để cho nó giữ lại cái mồi, nó kéo cái lại tụt cái mồi luôn. Tức là còn phân phân á, để cho con trùng nhít dưới đầu lưỡi. Tôi hết mồi biết lắm, hết mồi. Cùng một cái đường đường bay. Đó 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 đó, gãy gãy là được rồi đó. Gãy là quốc nữa không? Đó đó đó, lụm. Giờ mới lụm nè chú. Đó. Ôi. Trời, đã chưa? Trời, đúng người đúng thời điểm nha. Trời ơi, hay quá. Gấu hay quá. Thầy nha, thầy nha. Thầy Minh nha.
Ờ, mới đây được nhiêu đây vậy hả? Bằng qua rồi đó, hơn qua luôn rồi. 5, 5, 5, 3, 5, 3. 2, 4, 6, 7, 8 con rồi. 9. 9 hả? 9 là 8 là 8. 9. 8 à? 2, 4, 6, 8 con à. Ừ, câu cá nâu này hấp dẫn thiệt chứ. Đó đó, nó xì tim đó, nó ăn nó xì tim, thấy không gấu? Thấy không? Nó xì tim lên đó. Nó nhấp nhấp rồi đó. Đó 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 Ồ, trời quá đó đẹp luôn cả đó, nhà. mời chưa? Hôm nay chúng ổ cá nâu nữa rồi cả nhà ơi. Hôm nay cho hai thị xã này câu nè. Bị cá chém mà. Cá đâm mà hả? À, mời câu mồi gốc. mồi chùm nha cả nhà. Nó ăn nó gấu. Ủa gấu, dính rồi gấu. Trời ơi, vậy mà chưa dính. Không, Ủa dính được cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì? Cá Cá lồng tông. Cá lồng tông. Cá sơ. Cái Cá gì? Sơ. Hết thời mình nữa. À, cá này mà dính luôn ghê được. Cá sơ. Dụng luôn không? Cá sơ thả đi. Thả đi con. Chút xíu rồi luôn rồi. Tưởng cá lồng tông chứ. Cá sơ. Uống tới con mắt luôn rồi. Tới thời. Sơn cầm cái này vô. Cách sơn. Sơn hay sơn? Sơn, sơn. Rồi, cái này quá đơn giản chuyện nhỏ. Đó, đó, gấu, giật lực gấu. Đó, đó, gấu. Ôi, chưa, chưa hết chú hấu quá. Cho chú Thông hút nước thuốc đi. Chạy KPI mấy cái này mà. Đó gấu, đây, đó đây, gấu. Đây, đây, đó, đưa nó cần chút này. Đó. Đó đó gấu, nó chìm phao luôn rồi gấu. Chưa. Đó. Đó. Mày mới chết à. Đó. Này hồi nãy tôi đưa vô cái ngạnh nó xèo ra rồi nó đâm luôn, nó tét được. Quá trời. Vô mánh rồi cả nhà ơi. Một phao luôn rồi. Làm lát đầy thao luôn. Tới làm lát đầy thao luôn á. Đó đó gấu. Cái nhỏ nhỏ ghẻo mà nó vừa lúc pha là chú ập nó liền rồi, chú không có để gì nữa. Chưa chú ơi, chưa chưa. Dạ đó gấu. Ừ. Hai cần nó sát quá. Giật lên thì giúp cho này. Nó ăn nó xì bọt thấy không? Nè, nè. Đó, cá bự luôn. Quá Trời ơi, quá đã luôn. Rồi, nay trúng mánh rồi, trúng mánh rồi cả nhà ơi. Thời tới kẻ không kịp luôn. Thời tới rồi, thời tới rồi. Đó, cái cạnh đó. Nó quá trời luôn nè. Trúng ổ rồi, trúng rồi. Trời ơi coi nè. Quá trời luôn. Trời ơi. Mê không? Cái hàng nó có đó rồi. Quỳ xuống. Hết mồi hả? Hết mồi chú ơi. Nuôi cá nãy giờ. Quá xá đã rồi. Bà con ơi. Chúng ổ luôn, chúng ổ luôn. Ủa,
hơi hôm qua đó nhá, cậu xíu hơi hôm qua. Hơi hôm qua, tại qua mình không hết mồi, không có trùng. Vậy có 4 con trùng câu tiết kiệm. Qua câu với qua câu nhà nghèo, hôm nay câu nhà giàu rồi. Với nó phá mồi nó hết nè, không có dính. Đó gấu, không quất đó. Kiếm con bự bự bằng tay nhìn mới đã ha. Con ngàn câu cá này xé nước nhìn đã thì chứ. Giống như cá chim, câu với cá chim. Ừ, nó đó. Ngay chỗ này cũng được nè con, đâu có cần thả nó đâu. Nước nó nhát gì hết. Lát cái dạng vô là. Đó, nó ăn đó. Trốn vô góc trống. Đó, cây con thông nó ăn nữa đó. Quá. Chục này câu đỡ cái là nó dài. Nó dai, nó không có hết mồi gì, giống như cái kia. Đó, cây con thông ăn nữa đó. Tại mới dính động quá. Đó, hai cây ăn á. Đó. Đó, cây của anh Thông nó cũng lòi đó. Đó, gấu. Nè chú. Đó. Cái gì nè? Cái rảnh. Cái rảnh. Chú, thấy chưa? Rồi. Cá he. Đợi nãy giờ không? Nó ghẻ nãy giờ nóng con này chứ. Còn mồi không? Còn xíu à. Trong đây nè, con mồi đó nó mang. Nó tựa trong góc đây. Heo. Dữ. Đây là đủ rồi, kho tiêu rồi. Dư luôn, đủ gì. Bình thiên luôn. Ra tới đó rồi nhé. Đó gấu, đó gấu. Đó gấu. Đó. Ơ, chị nhảy vô hoài. Mồi còn không ta anh vô? Nó hết thì gì? Đó. Lũng. Cá hồng yếu quá. Chắc xin đó gấu. Đó gấu. Trời, nó nghĩ lại luôn. Ghê không? Cây con gấu ăn ghê không? Đó, đập tim lên kìa. Nó vừa miết cái phao là đập nó liền. Nó nói ra ngoài rồi luôn á. Còn không? Cá chỏ à? Ừ. Ở gấu. Thứ phạm gì chứ? Đó, trời ơi, hụt cái gì vậy? Dính vô cái cây kìa. Đó, con gấu à, gấu ăn. Rồi, nguyên chùm luôn mà nó đỡ.
chỗ câu cá mà hai đứa đó bữa nào cũng ra ôm nhau trời. Hai ơi kìa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Không dính ra, hết mồi luôn rồi. Lẹo, lẹo. Cái gì vậy? Tôi bị lẹo. Nó ăn chưa rút. Nó ăn chưa rút phao mà tôi ấy. Trời ơi, cá nó ụp rồi ngay nè. Mê không? Đi rồi đâu còn đó đâu. Con, để tôi đi tông. Cá bự, cá bự, cá to. Quá trời to. Trời á luôn. Mê không? Phải bự bự hai chứ là có cà. Cái này có được hả chị? Cái này là con rồi đó. Cái này bự nhất rồi đó. Lát lựa mấy cái con nào khỏe khỏe đem về bỏ hộp. Thôi đem hộ về hết cho mợ, con là biết làm đó. Còn như bà làm cá đi. Cá này dễ mà, cắt cái kỳ nó xong rồi. Biết làm. Bây giờ Thảo bà làm non nước. Cá ơi cá, bữa nay em quất vô mánh rồi cá ơi cá. Cái gì à? Như con 30 30. Đi mày đi. 30 30. Đó, để xuống là đớp nữa đó. Cho nó đớp, cho nó miết rồi. Giờ là miếng giật. Rồi, tối rồi, nghỉ cả nhà ơi. Hôm nay câu trúng mánh ổ cá cá nâu luôn cả nhà ơi. Quá trời luôn. Đây. Quá trời luôn. Một phao luôn. Quá. Ơi ly cá nè, cá nè. Ly luôn, cá nè. Nè, cá nè. Đó. Cá này cá. Mời không cả nhà? Cá. Chút xíu cá. À là mình giết bao nhiêu đây? Video Phúc Phan đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Phúc Phan. Đừng quên cho Phúc Phan một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn bấm quả chuông để nhận những video mới nhất của Phúc Phan. Phúc Phan xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều.